Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Giá tôm thẻ chân trắng tăng cao, nông dân vấn khởi đầu vụ 2021. Trong những ngày qua, giá tôm thẻ chân trắng đầu vụ tại Bến Tre đang tăng cao, với giá 90-95.000 đồng 1 kg loại 100 con 1 kg. Tôm thẻ cỡ lớn từ 20-30 con 1 kg có giá từ 190.000 đến 235.000 đồng 1 kg, tăng từ 30.000 đến 50.000 đồng 1 kg so với mùa vụ cuối năm 2020. Giá tôm tăng cao giúp người chăn nuôi có lời, tạo điều kiện đầu tư vụ nuôi mới. Sau một năm nuôi tôm không hiệu quả do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vừa thu được hơn 19 tấn tôm thẻ chân trắng cỡ 25 con 1 kg với giá 220.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Văn Thi, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Chi phấn khởi vì giá tôm đã trở lại sau giai đoạn khó khăn từ năm trước. Ông Thi cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến giá tôm xuống thấp, người nuôi không có lời. Hiện nay, Dịch bệnh ổn định các thương lái đã thu mua trở lại giúp người nông dân phấn khởi hơn khi bước vào mùa vụ mới. Ông thi cho hay, hiện gia đình ông đã chuyển sang nuôi tôm theo công nghệ cao hai giai đoạn hoặc ba giai đoạn, không còn nuôi ao đất như trước đây. Nếu giá tôm như hiện tại giúp người nông dân có lãi từ 400 đến 500 triệu đồng một hecta. Ông Trần Văn Đức xã Thành Hải, huyện Thành Phú Bến Tre chia sẻ gia đình ông Đức đang chuẩn bị thu hoạch ao tôm thẻ nuôi chải bạc, thương lái đã tìm đến đặt hàng với giá 190.000 đồng 1 kg, ước sản lượng hơn 5 tấn, lợi nhuận ước khoảng 300 triệu đồng. Giá tôm tăng cao người dân vấn khởi hơn, đồng thời lợi nhuận nhiều sẽ giúp người dân có điều kiện để đầu tư nuôi tôm theo hướng công nghệ cao hai giai đoạn. Từ đó nuôi tôm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn gấp từ 3 đến 4 lần so với nuôi ao đất theo truyền thống như trước đây. Theo ông Nguyễn Văn Tài, một thương lái thu mua tôm tại huyện Ba Chi, sau Tết Nguyên đáng tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã ổn định. Hàng quán mở lại, do vậy thị trường tiêu thụ tôm trong nước dần phục hồi. Mặt khác, hiện nay đang vào đầu vụ nuôi, sản lượng cung còn thấp làm cho giá tôm tăng hơn so với dịp cuối năm và cùng kỳ năm 2020. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh Bến Tre có diện tích nuôi tôm biển khoảng 35.000 hecta, cho sản lượng hơn 55.000 tấn một năm. Hiện tỉnh đang triển khai các mô hình nuôi tôm công nghệ cao hai giai đoạn, nuôi tôm quảng canh cải tiến mang lại hiệu quả cao cho người nông dân áp dụng tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu phát triển 4.000 hecta nuôi tôm biển công nghệ cao tại các vùng sản xuất trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào năm 2025. Bên cạnh đó, Bến Tre tập trung phát triển các mô hình hợp tác, liên kết các hộ nuôi, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ lại thành tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo ra các vùng sản xuất nguyên liệu lớn. Tập trung làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả hơn cho người nuôi tôm. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.